bốn tà hiến chấp có kinh văn hữu tam ma trung chư thiện nam tử yên ngưng tránh tâm ma bất đắc tiện cùng sanh loại bản quán bỉ u thanh thường nhiễu động nguyên Cư phần bị trung sanh kế độ giả thị nhân trụy nhập tứ hữu biên luận việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia khỏi tâm suy lường về phận vị người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu biên giảng lại nữa, các thiện nam tử đó, trong tam ma đà tránh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong lúc thiền quán tránh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không quấy phá được nữa. Điều này liên quan đến những người tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh, đã đạt được sự viên thông của nhĩ căn khi hành giả vượt qua được ba ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm là đã có được định lực kiên cố và tránh tâm, do đó thiên Ma ngoại đạo không thể nhiễu loạn tâm tánh hành giả được nữa. Trong khi sắc ấm thọ ấm chưa tiêu dung, Thiên Ma có thể nhiễu loạn hành giả một cách trực tiếp. Nhưng khi hành giả đang tiêu trừ tưởng ấm, Thiên Ma không thể nhiễu hại bằng cách trực tiếp nữa mà phải thông qua tưởng ấm việc gá vào một người khác mới có thể phá hủy được định lực của hành giả. Bây giờ tại giai đoạn chuyển hóa hành ấm, thiên ma không còn phá hủy định lực của hành giả, cho dù nó có gá vào người khác đi nữa. Đó là ý nghĩa của tránh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không có dịp thuận tiện quấy phá được nữa. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của mười hai loại chúng sanh. Thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia, hành giả quan sát được tính chất tạm bợ thoáng chốc và ẩn mật sâu kín của các loại chúng sinh ở trong sự chuyển động vi tế nhỏ nhiệm của hành ấm này. Khỏi tâm suy lường về phận vị, người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường, lập nên sự phân biệt, trầm tư suy xét lập nên bốn loại phân biệt mà ta sẽ thảo luận sau đây, điền rơi vào bốn thứ luận hữu biên, sự suy lường ấy làm sinh khởi trong tâm hành giả một thứ vọng chấp về hữu biên, đó là vọng chấp về bốn loại luận hữu biên, đó là một tà thuyết của ngoại đạo.